Chốn Harry Won, Trấn Thành đưa Mã Ngọc Dầu đi chơi biển. Cũng giống như một số nghệ sĩ khác, Trấn Thành gọi nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu là má một cách đầy yêu thương và quý trọng. Phía nữ nghệ sĩ, Trấn Thành là đứa con mà bà cưng nhất. Mới đây trên trang cá nhân, nam danh hài sinh năm 1987, vừa chia sẻ loạt ảnh hai má con vui vẻ đi chơi biển. Trấn Thành khoe ảnh cực ngầu và bảnh ở bãi biển xanh đẹp nhất Hoa Kỳ. Khoảnh khắc đáng yêu của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu được ông xã Harry Won ghi lại. Người hâm mộ bày tỏ sự thích thú trước sự đáng yêu của nữ nghệ sĩ gạo cội. Nghệ sĩ nhân dân cải lương Ngọc Dầu được rất nhiều khán giả yêu mến bởi giọng hát ở cá tính, lối sống gần gũi, bình dị. Nói về đứa con cưng của mình, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu cho biết, với tôi Trấn Thành bây giờ là nhất vì Trấn Thành không chỉ là người thông minh, dễ thương mà lại là người đối xử với nghệ sĩ rất tử tế. Tử tế từ cái ăn, cái đi, cái đứng. Không theo má Dầu đi diễn thì thôi, theo đi đâu là cái gì cũng sẽ lo hết cho má. Có hôm tôi không đi cùng Thành mà đi với anh Đức thì y rằng Thành sẽ dặn dò anh Đức phải lo cho tôi, hỏi sao tôi không yêu cho được. Cặp mẹ con đồng hành trong nhiều chương trình. Năm 2017, trong chương trình Xoánh Hào Quang, nữ nghệ sĩ lần đầu chia sẻ nỗi đau từ việc con gái mất do ung thư máu, đã khiến cho nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu bỏ hát và bỏ nhà đi lang thang từ chiều tối đến hừng sáng suốt 5 tháng trời. Hiện bà xã Trấn Thành Harry Won đang có tần suất phụ sóng dày đặc trên các show truyền hình, game show ca nhạc. Gần đây, nam danh hài gây chú ý khi chia sẻ trong một chương trình rằng nói thẳng Harry Won chưa bao giờ là gu của tôi. Dẫu vậy, sau 2 năm kết hôn, cặp đôi vẫn rất mặn nồng và hạnh phúc. Người hâm mộ mong họ sớm có tin vui.